Xin chào các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ đến với bài 3 của chương số 5. Thì trong chương 5 này các bạn cùng cô vẫn sẽ tìm hiểu về chủ đề đó là travel. Và trong bài số 3 thì bây giờ các bạn sẽ cùng cô mở sách giáo khoa trang số 58 và chúng ta sẽ cùng học phần từ mới nhé. A. Listen, point and say. Số 1. 1. Skiing. 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 Đúng không? Trượt ván. Skiing. 2. Scuba diving. Scuba diving. Scuba diving. 2. Scuba diving. Scuba diving. Âm này âm u nhá, scuba diving. Vậy thì mình sẽ có cái môn thứ hai là môn scuba diving, là môn lặn. Vậy thì cái lặn này nó khác gì với cả môn số 4? Chúng ta nhìn thấy là số 2 và số 4 đều là lặn, là môn lặn đúng không nào? Vậy thì số 2 thì mình nhớ là cái môn scuba diving thì nó sẽ không có ống thở chọc lên trên nhá, mà chúng ta sẽ hoàn toàn là thở bằng một cái máy ở đằng sau lưng các bạn đeo á. Thì chúng ta sẽ có môn đấy là cái môn scuba diving. Và cái môn số 4 là mình có môn snorkeling, snorkeling. Thì mình sẽ có đây là cũng là môn lặn nhưng mà chúng mình có một cái ống thở nó chọc lên trên thì mình sẽ không phải đeo cái bình ở đằng sau nữa, đúng không? Thì mình sẽ có sự khác nhau giữa hai cái môn này. Rồi thế thì các bạn nhớ là phân biệt được cho cô nhá. Vậy thì số 2 cô sẽ có là scuba diving. 3. Hiking. Hiking. Số 4. 4. Snorkeling. 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 Được chưa? Snorkeling. 5. 5. Sightseeing. 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 Được chưa? Ngắm cảnh. Sightseeing. Rồi vậy thì các bạn bây giờ sẽ cùng nhìn lại cho cô này. 1. Mình có là skiing. 2. Scuba diving. 3. Hiking. 4. Snorkeling. Và 5. Là sightseeing. B. 1. Listen and read. Này các bạn về nhà tự đọc nhé. B. 2. Listen and draw lines. Em nghe câu 2 nhá. Câu 1 này. Look at the pictures. Listen. There is one example. 1. What shall we do next, Lucy? How about going scuba diving? That's a great idea, Lucy. Can you see the line? This is an example. Now listen and draw lines. 2. Wow, look at all the fish. What shall we do next, Tom? How about going sightseeing? Sightseeing? Sure. 3. What shall we do next, Anne? How about going hiking? Hiking? Hiking. Okay, if you want to, Anne. 4. What shall we do next, Alfie? How about going skiing? Okay, Alfie, that sounds fun. 1, 2, 3, go! Alfie! Rồi, thế thì bài nghe này về nhà các bạn cố gắng là sẽ nghe lại cho cô những cái hành động mà các bạn ấy đã làm. Ví dụ như là Tom thì bạn ấy muốn làm sao nhỉ? Sightseeing. Alfie thì muốn skiing và bạn này Anne thì muốn là hiking. Rồi. Tục này. C. Go. Listen, then practice. Nghe trước nhá. What shall we do next? How about going hiking? Chúng mình sẽ có câu hỏi là vậy thì mình sẽ làm gì tiếp theo đây? Ví dụ như là trong một cái lần mà các bạn đi du lịch đúng không? Mình sẽ có lịch trình này. Vậy thì chúng ta có thể hỏi là vậy thì mình sẽ làm gì tiếp theo bây giờ? What shall we do next? How about going hiking? Mình sẽ có là how about, what about đằng sau với một động từ đuôi ing, được chưa? Đi leo núi thì sao? How about going hiking? What shall we do next? How about going hiking? Được chưa? Rồi, thế thì để luyện tập cho phần này các bạn cùng cô luyện tập vào phần sau. Đây. Mình sẽ có câu hỏi là what shall we do next? Mình sẽ có vẫn sẽ có cấu trúc câu là how about going sightseeing, going shopping, going to a restaurant, going to the movies, how about go camping, how about going for a picnic, how about going hiking, how about going skiing. Được chưa? Bên này mình có cột này là how about going scuba diving, how about going snorkeling, how about going swimming, và how about going fishing. Được chưa? Rồi, thế thì phần này sau khi mình hỏi xong thì mình sẽ có câu trả lời là that sounds fun. Nó nghe thật là thú vị đấy nhỉ.
Ok, vậy thì cả một câu đối thoại của chúng ta sẽ có cấu trúc như thế này. What shall we do next? How about going sightseeing? That sounds fun. Được chưa? Thế thì về nhà các bạn sẽ luyện tập cho cô hết toàn bộ từ mới ở phía dưới này. Chúng ta sẽ được cung cấp thêm đó chính là 12 từ mới các bạn có thể nhìn thấy ở dưới đây. Mà hầu như là chúng mình đã học rồi trong những lesson trước rồi. Thì các bạn về nhà là cố gắng sẽ dành một chút thời gian để chúng ta sẽ học phần này nhá. Phần tiếp theo thì mình sẽ có phần trò chơi thôi, chúng ta sẽ chơi XOR. Đúng rồi, chúng ta vẫn sẽ có mẫu câu hỏi là What shall we do next? Và how about going? Được chưa? Thế thì bài học ngày hôm nay của chúng mình đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn vào bài sau nhé. Bye bye!